Thì như là nói đối với cái hệ cơ quan hay là một cái hệ cơ quan đó nó gồm cái gì, thì một hệ cơ quan đó nó sẽ bao gồm các cơ quan tập hợp lại với nhau để thực hiện một cái chức năng chung của nó. Ví dụ như hệ tuần hoàn, chức năng của nó là đưa máu đi nuôi giữ các mô các cấu trúc của cơ thể, đúng không? Đối với hô hấp thì nó thực hiện chức năng trao đổi khí. Thì hệ sinh dục này là gì? Nó thực hiện một chức năng đó là nó góp phần vào việc duy trì cái nòi giống, tức là nó tạo ra nó tạo ra tinh hoàn ở nam, xin lỗi, tạo ra tinh trùng ở nam để duy trì cái khả năng sinh sản của nam giới và nữ giới. Thì đối với cơ quan sinh dục của nữ mình có cái gì đây? Ở đây các bạn thấy đây là một sơ đồ về cơ quan sinh dục của nữ giới. Đầu tiên các bạn có buồng trứng. Thì một người phụ nữ bình thường, các bạn nhớ một người phụ nữ bình thường nó sẽ có hai cái buồng trứng và nằm ở thành bên của trứng không. Ở đây mình nói là người phụ nữ bình thường. Tại vì sao? Bởi vì có một số người chỉ có một buồng trứng, tức là họ thiểu sản. Họ thiểu sản thì một buồng trứng chỉ có một buồng trứng trong cơ thể thôi. Cái thứ hai, những phụ nữ nó có một cái bệnh lý của buồng trứng, chẳng hạn như bị buồng trứng xoắn này, những người bị các bệnh lý của buồng trứng như u nã buồng trứng, người ta đã cắt đi một buồng trứng đi rồi, thì như vậy chỉ còn một cái buồng trứng ở trong cơ thể thôi. Chính vì vậy ở đây mình nói đến một người phụ nữ bình thường chỉ có cái buồng trứng nằm ở thành bên, có hai buồng trứng nằm ở thành bên chồng không. Cái thứ hai đó là vòi trứng hay còn gọi là vòi tử cung. Vòi trứng hay là vòi tử cung này là một cái ống, các từ từ nó giống như một cái ống vậy, để có chức năng dẫn trứng, dẫn một cái nọ đã được phóng thích ra khỏi bề mặt buồng trứng và đưa vào trong buồng tử cung. Tức là đây là nơi cái nọ được phóng thích ra khỏi buồng trứng và di chuyển vào trong buồng tử cung. Ngoài ra, vòi tử cung này còn là nơi làm là còn là nơi xảy ra sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Đây thường là nơi sự xảy ra sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Tức là sự thụ tinh có thể xảy ra ở nhiều nơi, có thể xảy ra ở ở trong ổ bụng vò, ở trong vòi tử cung bụng vò, ở nhiều nơi, nhưng vòi trứng, vòi tử cung này là nơi hay xảy ra nhất. Cái thứ hai là tử cung. Thì tử cung các em thấy như thế nào? Đây là một cấu trúc của tử cung này, cho nên người ta nói rằng tử cung này là một khối cơ và chức năng của nó đó là nơi nuôi dưỡng ế, nơi làm nơi nơi nuôi dưỡng thai, nơi cái phôi được thụ tinh nó làm tổ ở đây. Và đồng thời khi đến giai đoạn cuối của thai kỳ thì các cơ tử cung nó sẽ có bóp để tổng thai ra ngoài, góp phần vào cái cuộc chuyển dạ sinh của người phụ nữ. Cái thứ ba là âm đạo. Âm đạo là một ống nó bám xung quanh cổ tử cung, cảm thấy không, nó bám xung quanh cổ tử cung chạy kích ra trước xuống dưới và mở ra ngoài ở tiền đình âm đạo, tiền đình âm hộ. Như vậy âm đạo là một cái cơ quan nó góp phần và tham gia vào quá trình giao hợp ở nữ giới. Cái thứ hai, đây là một cái đường để thai nó đi ra trong quá trình sinh của người phụ nữ. Ngoài cái buồng trứng, ngoài vòi tử cung, ngoài tử cung, ngoài âm đạo thì ở nữ giới nó có bộ phận sinh dục ngoài của nữ, giống như nam cũng có bộ phận sinh dục ngoài. Ví dụ ở nam, ở bộ phận sinh dục ngoài của nam mình có cái gì? Có dương vật, có bìu, có thuộc cơ quan sinh dục ngoài. Thì nữ cũng có thuộc bộ phận sinh dục ngoài, gồm có âm hộ, âm vật và lục địa đạo. Thế là các anh thấy đây, cái tên này là gì đây? Các bạn có không? Đi xuống đây cái em có cái này là niệu đạo, và niệu đạo này nó mở ra ngoài bằng lỗ, gọi là lỗ niệu đạo ngoài, các em đã học trong hệ tiết niệu. Như vậy bộ phận sinh dục ngoài các em thấy đây, toàn bộ cái vùng này người ta gọi chúng là âm hộ này, cơ quan phía trước này gọi là âm vật, và cái này chính là lỗ niệu đạo ngoài. Ngoài những cái cơ quan này ra thì ở nữ giới nó có thêm một cái tuyến nữa nằm ngay ở phía trước của thành ngực, trước cả cơ ngực lớn, trước cơ răng trước, và nó đặc biệt phát triển mạnh trong thời kỳ có thai, trong thời kỳ cho con bú, và đây là một tuyến do tuyến mồ hôi nó biệt hóa tạo nên, cái này người ta gọi là tuyến vú. Như vậy một người phụ nữ bình thường sẽ có hai cái tuyến vú nằm ở thành ngực, nằm ở phía trước của thành ngực,
chúng ta sẽ đi vào từng cái cơ quan này. Ở đây cái đầu tiên các em gọi đó là buồng trứng, đúng không? Thì buồng trứng như thế nào? Buồng trứng này là một cái tuyến, người ta mô tả đây là một tuyến vừa có hai chức năng. Chức năng thứ nhất đó là chức năng ngoại tiết, và thứ hai đó là chức năng nội tiết. Thì thế nào là tuyến ngoại tiết, thế nào là chức năng ngoại tiết? Ngoại tiết tức là buồng trứng này nó sẽ có chức năng tạo ra trứng, hay còn gọi là tạo ra các nám nọ ở mỗi chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Mỗi buồng trứng nó sẽ có chức năng tạo ra trứng hay tạo ra nám nọ ở mỗi chu kỳ kinh nguyệt, đó là chức năng ngoại tiết. Cái thứ hai là chức năng nội tiết. Thì đối với buồng trứng, người ta mô tả là một cái tuyến nội tiết, đúng không? Thì tuyến nội tiết là tuyến như thế nào? Theo các em, người ta định nghĩa tuyến nội tiết là tuyến như thế nào? Vì sao người ta gọi buồng trứng là một cái cơ quan có chức năng nội tiết của nó? Có bạn nào trả lời được không? Có bạn Nguyễn Thị Hồng Nhi, có bạn Nguyễn Thị Hồng Nhi không? Dạ có. Rồi theo em, thế nào gọi là tuyến nội tiết, và vì sao người ta gọi buồng trứng là một tuyến nội tiết? À, dạ, thầy là buồng trứng gọi là tuyến nội tiết cho nó tiết hormone đó là estrogen và progesterone. Đúng rồi, vì nó tiết ra hormone, đúng không? Như vậy những cái tuyến nào nó có chức năng tiết ra hormone thì người ta gọi là tuyến nội tiết. Thì họ sẽ định nghĩa như thế nào? Người ta định nghĩa rằng tuyến nội tiết là tuyến tiết ra những cái chất hóa học, người ta gọi là hormone, hay còn gọi là nội tiết tố, và tác động đến các mô, các cơ quan ở xa. Và một đặc điểm của tuyến nội tiết là nó không có các ống tiết, cho nên sẽ có nhiều mạch máu tới đối diện với nó. Và buồng trứng cũng như vậy, buồng trứng là một tuyến nó tiết ra hormone, đó là hai quan trọng đối với nữ, mà nếu sự thiếu hụt của nó hoặc là sự tiết ra quá mức của những hormone này đều gây ra các bệnh lý, những cái bất thường của người phụ nữ, đặc biệt là những cái bất thường về kinh nguyệt của người phụ nữ, những cái rối loạn kinh này, những cái đá kinh này, những cái rỗng kinh này đều liên quan tới các nội tiết tố này, estrogen và progesterone. Cái thứ hai là các buồng trứng này nó sẽ nằm áp sát vào thành bến của chậu phong. Như vậy hai buồng trứng này nó sẽ áp sát vào thành bến của chậu phong, và sau một dây chằng, người ta gọi là dây chằng rồng. Dây chằng rồng. Ở trên người sống thì buồng trứng này có màu hồng nhạt, nhưng trên người chết thì buồng trứng này có màu xám. Kích thước tương ứng là 1 × 2 × 3 cm. Tương ứng với cái gì? Tương ứng với chiều dày của buồng trứng là 1 cm, chiều rộng là 2 cm, và chiều cao của buồng trứng là 3 cm. Ở đây các thầy, đây là hình ảnh của buồng trứng khi nằm ở bên trong chậu hông. Như vậy buồng trứng này nó nằm ở bên trong của chậu hông, ở trong cái hổ, các thầy, hổ lọt ở đây này. Hổ này người ta gọi là hổ buồng trứng. Thì hổ buồng trứng là gì? Các thầy, khi mà nó tới một cái hổ, tức là nó sẽ lọt xuống. Mình học khúc mạc thôi. Thì đối với hổ buồng trứng là một cấu trúc do cả, là một cái thành phần do cả cấu trúc nằm ngoài khúc mạc, nó đùi khúc mạc lên và tạo nên. Ví dụ các anh thể ở đây này, phía trước đấy chúng ta sẽ có động mạch chậu ngoài, phía sau và phía trên này mình có nhiều quản, có động mạch chậu trong, nó nằm ngoài khúc mạc, và khi nó đùi khúc mạc lên tạo thành một cái hổ lòn ở giữa. Và cái hổ này người ta gọi là hổ buồng trứng. Để làm gì? Để buồng trứng nó nằm lọt vào trong đó. Một cái buồng trứng như vậy nó sẽ có hai mặt, gọi là mặt trong, mặt ngoài, có hai bờ và hai đầu. Các mặt của nó như thế nào? Ở đây các em thấy mình có một cái mặt của buồng trứng nó quay vào trong này. Tức là khi các em nhìn thấy cái buồng trứng như vậy,
đấy là thiệt đồ cắt đựng dọc của cơ thể. Và các em thấy cái buồng trứng như vậy, đấy chính là mặt trống của buồng trứng, không? Nó quay vào bên trong và như thế nào, nó liên quan với các tua của phiểu vòi tử cung ở đây và liên quan với các quai ruột, đặc biệt là các quai ruột non. Đặc biệt là các quai ruột non. Một cái mặt thứ hai nó quay ra ngoài, tức là mặt mà các em không thấy được, nó áp sát vào hổ buồng trứng, gọi là mặt ngoài buồng trứng. Một cái đặc điểm của mặt ngoài đó là nó có một cấu trúc lõm vào, gọi là rốn buồng trứng. Và rốn buồng trứng là cái gì? Rốn buồng trứng là một cấu trúc để cho các thành phần nó đi vào và đi ra khỏi cái buồng trứng này. Ví dụ các em có động mạch buồng trứng, nó sẽ đi theo cái chằng treo buồng trứng đi vào cấp máu. Có cái gì nữa? Có cái thần kinh đi vào để chi phối cho buồng trứng này. Ngoài ra mình sẽ có các tĩnh mạch buồng trứng nó đi ra này, có cả hệ thống bạch huyết nó sẽ đi ra khỏi cái buồng trứng ở rốn buồng trứng này. Đó là hai mặt. Đây, các em thấy đấy là hình ảnh của ở giữa này gọi là tử cung. Đó, mình có hai buồng trứng nằm ở hai bên. Và các em thấy ở đầu bài mình đã mô tả buồng trứng là một cấu trúc nằm ở phía sau của dây chằng rồng. Và hai cái dây chằng nằm ở hai bên tử cung này. Hai cái dây chằng màu vàng này, em thấy đấy không? Đấy chính là dây chằng rồng. Thì với hình ảnh như thế này, thì theo các em, hình ảnh này là hình ảnh khi mình nhìn từ hướng nào tới để thấy được như vậy. Đó, đó là hình ảnh nhìn như thế nào để thấy được cái hình ảnh như vậy. Nhìn từ trước tới hay nhìn từ sau tới sẽ thấy được hình ảnh của buồng trứng, của tử cung và của dây chằng rồng như vậy. Đúng rồi, như vậy đây là hình ảnh khi các em nhìn từ sau tới, đúng không? Bởi vì buồng trứng là một cấu trúc nằm phía sau của dây chằng rồng, cho nên khi mình nhìn được như thế này thì đây là hình ảnh khi các em nhìn từ sau tới mới thấy được buồng trứng được. Đó là các mặt. Và thứ hai, buồng trứng này là có hai bờ, một cái bờ thứ nhất quay ra phía trước và bờ này người ta gọi là bờ mặt treo. Vì sao gọi là bờ mặt treo? Tại vì bờ này nó sẽ có một cái lá, một cái cấu trúc gọi là mạc treo buồng trứng. Nó đi từ bờ mạc treo cho tới dây chằng rồng. Có chức năng gì? Treo buồng trứng vào mặt sau của dây chằng rồng. Các em trở lại hình ảnh này. Đây, đây là thiệt đồ cắt đựng dọc của cơ thể. Nó lật quá à. Thì các em thấy đây chính là cái buồng, cái vòi trứng này, hay còn gọi là vòi tử cung này. Cái này là buồng trứng và cái này chính là dây chằng rồng. Đúng không? Như vậy các em thấy cái buồng trứng này nó sẽ được kéo vào dây chằng rồng bởi một cái cấu trúc này, bởi một cái lá, bởi một cái mạc gồm hai lá. Cái này chính là mạc kéo buồng trứng. Đó, và cái bờ mà mạc kéo nó gắn vào, bờ này người ta gọi là bờ mạc kéo. Như vậy các em nhớ vào, bờ mạc kéo là nơi mạc kéo buồng trứng nó gắn vào. Được chưa? Đó là thứ nhất. À, thứ hai là bờ tự do. Bờ tự do nó quay vào trong và nó liên quan với các quai ruột, liên quan với các tua của phiểu vòi tử cung, tức là những tua này. Là hai bờ. Ngoài hai mặt và hai bờ ra thì buồng trứng này có hai đầu. Đầu nhất là một đầu tròn hướng lên trên, gọi là đầu vòi. Và ở đầu vòi của buồng trứng này, các anh thấy tụi mình có một cái căn này, nó đi từ đầu vòi buồng trứng chạy tới áp sát vào thành bến chậu hông, có chức năng treo buồng trứng vào thành bến chậu hông, gọi là dây chằng treo buồng trứng. Đây, như vậy dây chằng này đi từ đầu vòi đi lên tới thành bến chậu hông, gọi là dây chằng treo buồng trứng. Một cái đầu thứ hai nhỏ tròn hướng xuống dưới về phía bắc bên của tử cung, gọi là đầu tử cung. Đầu tử cung này tương tự như vậy, nó cũng có một dây chằng đi từ đầu tử cung chạy giữa hai lá của dây chằng rồng và bám vào góc bên của tử cung, gọi là dây chằng riêng buồng trứng. Đó, nhắc lại, như vậy đối với cái đầu vòi thì có dây chằng treo buồng trứng bám vào, đầu tử cung thì có dây chằng riêng buồng trứng bám vào.
đó là thân thể ngoài của buồng trứng sẽ như vậy. Ở đây các em sẽ có các dây chằng, các phương tiện để làm gì? Để nó có thể kéo buồng trứng mà lơ lửng ở trong bộ phúc mạc. Đó là cái gì đây? Cái thứ nhất các em có, đó chính là mặt kéo buồng trứng. Cái này mình đã đề cập. Mặt kéo buồng trứng này là do hai cái lá phúc mạc. Hai lá phúc mạc nó phủ hết toàn bộ cái buồng trứng. Đó, và có chức năng kéo buồng trứng vào thành bên, xin lỗi, kéo có chức năng kéo buồng trứng vào mặt sau của dây chằng rồng. Khi buồng trứng này các em thấy như thế nào đây? Cái buồng trứng này hai lá phúc mạc nó bao phủ toàn bộ nó. Các em thấy nó bao phủ gần như toàn bộ, chỉ có bờ mặt kéo này là không có thôi. Cho nên người ta nói rằng buồng trứng là tàng duy nhất nằm trong cổ phúc mạc. Các em chú ý, buồng trứng là một tàng duy nhất nằm trong cổ phúc mạc ở cơ thể. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chằng kéo buồng trứng. Cái chằng kéo buồng trứng này là một cái cấu trúc đi từ đầu voi của buồng trứng, chạy giữa hai lá dây chằng rồng và chạy tới áp sát vào thành bến của đường hông. Thì đối với trước đây các em thấy bản chất của các dây chằng, ví dụ ở các khớp chẳng hạn, các em bảo các dây chằng thì bản chất của nó là các sợi fibrin, tức là các bố sợi để làm gì? Để có chức năng liên kết các xương lại với nhau để tạo nên các khớp. Nhưng mà đối với dây chằng kéo buồng trứng, bản chất của nó là bỏ mặt buồng trứng. Đó, bản chất của nó là những cái bỏ mặt buồng trứng để làm gì? Để đi vào nuôi dưỡng cho buồng trứng, để cấp máu cho buồng trứng và đưa máu tĩnh mạch đi ra khỏi buồng trứng này. Cái thứ hai là cái chằng riêng buồng trứng. Cái chằng riêng buồng trứng, cái này mình cũng đã đề cập, đi từ đầu tử cung buồng trứng cho tới góc bên của tử cung, và đây cũng dây chằng nằm giữa hai lá của dây chằng đó. Ngoài dây chằng kéo buồng trứng và dây chằng riêng buồng trứng ra, thì ở buồng trứng này nó có thêm một dây chằng nữa, một dây chằng nữa đi từ mặt ngoài của phiểu voi tử cung cho tới đầu voi của buồng trứng, người ta gọi là dây chằng voi buồng trứng. Dây chằng voi buồng trứng này nó có chức năng nó dính cái phần phiểu của voi trứng này vào đầu voi của cái buồng trứng, vào hai cái cấu trúc này nó liên kết với nhau, tạo làm gì? Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận cái đoạn cái trứng được phóng thích ra khỏi bề mặt buồng trứng của nó. Đây là đẳng cá thể một cái cấu tạo của buồng trứng. Về phương diện cấu tạo thì buồng trứng này là cấu tạo gồm hai phần. Bên ngoài là một lớp vỏ, cái này bên ngoài là lớp vỏ, thì và bên trong của nó là một cái mô liên kết đặc biệt, người ta gọi là phân tủy của cái buồng trứng này. Thì đối với phân tủy bên trong, các em thấy nó có nhiều cái mạch máu, hệ thống mạch máu đi vào để nuôi dưỡng cho buồng trứng này. Còn đặc biệt phần vỏ bên ngoài nó sẽ có nhiều cái nán nòn ở các thời kỳ khác nhau. Các em thấy nó có cái nán nòn từ cái nán nòn nguyên thủy cho đến cái nán nòn sơ cấp, cái nán nòn bao cấp 1, cấp 2, cho đến để cái nán nòn trưởng thành. Và người ta gọi những cái nán nòn trưởng thành này đến trước khi nó phóng thích cái nán nòn này ra, gọi là các nám đề rác, gọi là các nám đề rác. Người ta nhận thấy rằng đối với một phụ nữ bình thường ở hai buồng trứng thì số lượng nám mỏ của buồng trứng nó có khoảng 400.000 cái nám mỏ như vậy ở lớp vỏ. Ở một người phụ nữ nó khoảng 400.000 cái nám mỏ như vậy. Tuy nhiên, có phải 400.000 cái nám mỏ đó nó đều phóng thích không, hay là chỉ một số lượng nhỏ nào đó thôi? Đó, các thầy 400.000 nám mỏ nó sẽ phóng thích khoảng bao nhiêu cái? Theo người ta ghi nhận rằng với một số lượng lớn nám mỏ như vậy thì chỉ có 1/1.000 nám mỏ sẽ đi đến giai đoạn phóng thích để phóng thích ra khỏi bề mặt buồng trứng. Đây là giai đoạn trưởng thành để phóng thích ra khỏi buồng trứng. Cho nên đối với một người phụ nữ thì số lượng nán mỏ được phóng thích là khoảng 400 nán mỏ ở một đời sống
ở một cái tuổi đời của người phụ nữ như vậy. Con những năng nó khác như thế nào, những cái năng nó còn lại nó sẽ bị thoái hóa, nó sẽ bị tiêu biến đi ở mỗi chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, đúng không? Ở đây các em thấy mình sẽ có các năng nó ở thời kỳ khác nhau như thế này. Ví dụ các năng nó là các năng bào cấp 1, ở trong này các em sẽ có các nọn bào cấp 1, các nọn bào cấp 2, cho đến khi các năng nọn trưởng thành. Đó. Các năng nọn trưởng thành này người ta hay gọi là các năng đi graph. Các năng đi graph đây, các năng graph trưởng thành lớn lên. Và khi các năng nọn này nó đạt kích thước từ 20 đến 26 mm thì bắt đầu xảy ra hiện tượng phóng nọn. Thấy được không? Các năng nọn này khi đến kích thước khoảng 20 đến 26 mm thì nó bắt đầu có hiện tượng nó phá vỡ lớp vỏ cái nang nọ này để phóng thích cái nọ bào ra ngoài. Đó, nó sẽ phá vỡ cái lớp vỏ của nang nọ để phóng thích nọ bào ra ngoài, và hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng rụng trứng. Đó, gọi là hiện tượng rụng trứng. Và trong một chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ thông thường chỉ có một cái nọ được phóng thích ra khỏi cái nọ bào, được phóng thích ra khỏi một nang nọ như vậy. Nếu sau khi được trứng, cái trứng này được phóng thích thì nó sẽ được đưa vào trong vòi tử cung, đưa vào trong buồng tử cung và xảy ra sự thụ tinh ở vòi trứng đó. Nó xảy ra sự thụ tinh giữa cái noãn này và tinh trùng ở phần vòi tử cung, và sau đó đưa vào trong buồng tử cung để làm tổ. Nếu sự thụ tinh xảy ra, tức là nếu cái noãn, các em thấy đây, nó kết hợp với tinh trùng để tạo thành một cái phôi, tức là người ta nói sự thụ tinh thành công, thì lớp vỏ còn lại của buồng trứng này, các em thấy không, lớp vỏ còn lại này nó sẽ chuyển thành một thể người ta gọi là thể vàng, có thể vàng. Và chính cái thể vàng này là một cấu trúc mà có tiết ra những hormone thai kỳ để làm gì, để nuôi dưỡng thai trong 12 tuần đầu, tức là trong 3 tháng nữa thai kỳ. Tuy nhiên nếu cái nọ bao này nó không được thụ tinh thì thể vàng này nó sẽ thoái hóa thành thể trắng, và khi đó sẽ xảy ra một hiện tượng gọi là hiện tượng hành kinh ở người phụ nữ. Đó là một cái buồng trứng chu kỳ hoạt động nó sẽ như vậy. Về mặt nuôi dưỡng thì các thể buồng trứng này nó được cấp máu bởi hai nguồn động mạch chính, thứ nhất là động mạch buồng trứng và thứ hai là động mạch tử cung. Động mạch buồng trứng này là một nhánh bên của động mạch trụ buồng đi theo dây chằng kéo buồng trứng. Các em thấy không? Nó đi theo dây chằng kéo buồng trứng này, đi vào đầu vòi buồng trứng, sau đó tới mặt ngoài của buồng trứng này để nuôi dưỡng. Cái thứ hai là động mạch tử cung. Động mạch tử cung khi chạy tới đầu kéo tử cung thì nó chia làm các nhánh, đặc biệt nó chia làm hai cái nhánh lớn. Một nhánh đi lên chạy tới hình xoắn ốc tới góc bên của tử cung. Khi tới góc bên tử cung thì động mạch tử cung này nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh chạy tới cấp mở cho vòi tử cung, gọi là nhánh vòi trứng hay vòi tử cung. Một nhánh chạy đi xuống, gọi là nhánh buồng trứng. Như vậy các em thấy, động mạch buồng trứng và nhánh buồng trứng của động mạch tử cung sẽ nối với nhau ở bờ dưới của vòi để cấp mở cho cái buồng trứng này. Đó là hai cái nguồn cấp mở chủ yếu cho buồng trứng này. Tĩnh mạch thì như thế nào? Các em thấy tĩnh mạch thì nó sẽ đi kèm với cái động mạch. Tuy nhiên đối với các tĩnh mạch sinh dục ở cả nam và nữ thì đối với cái tĩnh mạch buồng trứng này ở bên phải thì nó lại đổ về tĩnh mạch chủ dưới, nhưng mà tĩnh mạch buồng trứng bên trái thì nó đổ về tĩnh mạch thần trái. Như vậy hai cái tĩnh mạch nguồn gốc nó dẫn lưu máu về tuần hoàn hệ thống nó khác nhau. Tĩnh mạch buồng trứng bên phải thì đổ về tĩnh mạch chủ dưới, và tĩnh mạch buồng trứng bên trái thì dẫn lưu máu và đổ về tĩnh mạch thần trái. Đó là buồng trứng. Thứ hai là vòi tử cung, hay còn gọi là vòi trứng, hay người ta còn gọi là vòi bắp lốt. Vòi trứng hay vòi tử cung này là một cấu trúc có dạng hình ống. Các thể này, đây là tử cung này, đây là vòi trứng hay là vòi tử cung này. Như vậy đây là một cấu trúc có dạng hình ống, đúng không? Nó đi từ góc bên của tử cung và chạy tới cho tới buồng trứng.
trà đỏ giúp thận buông trứng và nằm giữa hai lá của dây chằng đỏ. Một cái vò trứng hay vò tử cung đó là có chiều dài khoảng 10 cm. Một cái vò trứng hay vò tử cung đó có chiều dài khoảng 10 cm, và đây là một cái ống, một cái cấu trúc để làm gì? Để có chức năng đưa trứng từ cái buồng trứng đi vào trong buồng tử cung. Và thứ hai, đây là nơi xảy ra sự thụ tinh cho trứng và tinh trùng. Về phương diện cấu tạo thì cái vòi tử cung này là một cái cấu trúc dạng hình ống gồm có hai lỗ. Một lỗ thông vào trong bộ buồng, tức là thông vào trong bộ phúc mạc, gọi là lỗ buồng. Và một lỗ thông vào trong buồng tử cung, gọi là lỗ tử cung. Đúng không? Thì các em tưởng tượng cái vòi tử cung này giống như cái ống vậy. Một đầu nó thông vào trong ổ phúc mạc và một đầu nó thông vào trong buồng tử cung. Thì đầu nào nó thông vào trong ổ phúc mạc gọi là lỗ buồng. Đầu mà thông vào trong buồng tử cung thì mình gọi là lỗ tử cung. Đó, nó có chức năng thông thương để dẫn trứng đi vào như vậy. Về phương diện giải phẫu thì người ta chia cấu trúc của một cái vòi tử cung như vậy gồm 4 phần. Đó là phễu vòi, bóng vòi, éo vòi và phần tử cung của vòi trứng. Ở đây các em thấy cái phần đầu tiên là phần phễu vòi. Cái phần màu xanh các em thấy đây, xanh da trời đấy. Như vậy, phần phễu vòi là một cái phần đầu tiên của vòi tử cung. Và nó lóe rộng ra. Nó lóe ra giống như cái phễu vậy. Cho nên người ta gọi là phễu vòi. Ở giữa của phễu vòi này nó có một cái lỗ. Ở giữa của phễu vòi nó có một cái lỗ gọi là lỗ bùng của vòi trứng. Đây, cá thể ở giữa nó có một cái lỗ gọi là lỗ bùng của vòi trứng để thông vào trong trong ổ phúc mạc để làm gì? Cá thể nó sẽ nhận cái noàn được phóng thích nó đi vào trong cái vòi trứng này. Ở xung quanh của phần phễu vòi này, cá thể nó sẽ có rất nhiều những cái tua, người ta gọi là tua vòi. Có rất nhiều những cái tua và những cái tua này người ta gọi là tua vòi. Cấu trúc thứ hai là bóng vòi. Bóng vòi là một cấu trúc nó có đường kính nó lớn nhất và chiều dài nó dài nhất của một cái vòi tử cung. Người ta thấy rằng một cái phần bóng vòi nó có chiều dài khoảng 7 đến 8 cm. Và đường kính của nó khoảng 7 đến 8 mm. Và phần bóng vòi này là nơi thường xảy ra cái sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Cho nên đối với những người phụ nữ sinh đẻ nhiều lần cần tiệt sản thì người ta thường thắt cái vòi tử cung ở ngang đoạn bọng vòi này. Cả thứ hai là phần éo vòi của phần màu xanh này. Phần éo vòi là phần có chiều dài khoảng 3 đến 4 cm và đường kính trung bình của cái phần éo vòi này khoảng 3 đến 4 mm. Tương tự như cái chiều dài khác nhau về phần đơn vị tĩnh ở phía sau thôi. Thì người ta thấy rằng đây là đoạn có đường kính nó hẹp nhất của cái vòi tử cung. Đoạn thứ ba là phần tử cung. Phần tử cung này là cái phần nó đi từ cái góc bên của tử cung và thông vào trong buồng tử cung. Ở phần tử cung này nó có một cái lỗ gọi là lỗ tử cung của vòi trứng. Và đây là một đoạn có chiều dài nó ngắn nhất, có chiều dài khoảng 1 cm. Đó, như vậy các em thấy về phương diện giải phẫu thì phần phễu vòi nó, xin lỗi, phần vòi tử cung này đã được chia làm các 4 đoạn: phần phễu, phần bóng vòi, éo vòi và phần tử cung của vòi trứng. Về phương diện cấu tạo thì vòi tử cung này các em thấy nó sẽ được cấu tạo chủ yếu gồm tất cả 4 lớp. Về phương diện cấu tạo nó gồm tất cả 4 lớp. Thứ nhất là lớp thanh mạc. Đây chính là hai lá của dây chằng đỏ, là lớp phúc mạc tàng, nó bao phủ bên ngoài. Cả thứ hai là tầm giữa thanh mạc. Cả thứ ba đó là lớp cơ. Đặc biệt lớp cơ của vòi trứng hay vòi tử cung này là có hai tầng cơ, trong đó tầng cơ dọc ở ngoài, tầng cơ vòng ở bên trong. Và lớp thứ ba là lớp niêm mạc. Đặc biệt lớp niêm mạc của vòi tử cung này nó có nhiều cái điểm vòi. Và trên bề mặt của niệm vòi đó là những tế bào thượng bì và nó có các hệ thống lóng chuyển. Những hệ thống lóng chuyển
Và chức năng của cái hệ thống lông chuyền này nó chỉ quét theo một chiều, tức là cái chiều quét của hệ thống lông chuyền này nó có chức năng đưa trứng đi từ phần đầu của vòi tử cung, tức là phần phiểu, đi qua phần mõm vòi, đi xuống phần eo vòi và cuối cùng nó đi vào trong buồng tử cung. Như vậy theo cái em nhận thấy, một cái noạng bào sau khi được phóng thích, tức là một cái nang noạng sau khi được phóng thích ra khỏi bề mặt của buồng trứng đi vào trong cái vòi tử cung, thì những yếu tố nào nó làm cho cái trứng nó di chuyển được ở trong cái vòi đó? Đó, theo các em, những yếu tố nào nó làm cho cái noạng được thụ tinh đó nó di chuyển được ở trong vòi tử cung? Bạn nào biết? Nguyễn Đức Tiến, rồi bạn thầy Khanh trả lời đúng rồi. Như vậy nó có hai cái hệ thống, hai cái yếu tố chính nó giúp cho cái noạng nó di chuyển được ở trong một cái vòi tử cung hay vòi trứng. Như vậy cái thứ nhất đó là sự có mặt các cơ của vòi, nó tạo nên một làn sóng rung động hướng về phía buồng tử cung. Cái thứ hai là nhận hệ thống lông chuyền, cái hệ thống lông chuyền này nó sẽ quét theo một cái hướng duy nhất đi từ cái vòi tử cung đi vào trong buồng tử cung. Thì với một cái hai yếu tố này, sự hoạt động của các cơ, sự hoạt động của hệ thống lông chuyền, thì đối với những người phụ nữ, các em thấy những người phụ nữ nào mà người ta hay sử dụng cả thuốc tránh thai, đặc biệt là thuốc tránh thai khẩn cấp, thì sẽ xảy ra hiện tượng như thế nào? Em thấy mục đích của người ta dùng thuốc tránh thai là gì? Để ngăn ngừa việc có thai, đúng không? Ngăn ngừa việc có thai đây là ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn của họ. Nhưng mà đối với những người họ sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, tức là ngày mà nào họ cũng dùng hết, thì sẽ không có hiện tượng rung trứng, tức là không có hiện tượng phóng noạng. Nhưng mà đối với những người phụ nữ sử dụng các thuốc tránh thai khẩn cấp, đúng không? Tức là đối với những người phụ nữ đó họ đã có hệ rồi. Đó. Và họ mong muốn rằng họ sử dụng một thuốc tránh thai đó để nó cản trở việc có thai của người phụ nữ đó. Thì chính những thuốc tránh thai đó, bản chất của các thuốc tránh thai là các hormone, trong đó có hai cái chất chính đó là estrogen và progesterone. Những cái hormone đó nó tác động trực tiếp lên sự di chuyển của trứng đã được thụ tinh ở trong vòi tử cung, cản trở sự làm tổ của trứng ở trong buồng tử cung. Mà sự cản trở đó nếu xảy ra ở vòi tử cung thì như thế nào? Các bạn thấy các cơ của vòi nó hoạt động kém đi, nó không thả đảm nhiệm được cái chức năng của nó. Cả thứ hai, các hệ thống lông chuyền này nó hoạt động không đủ với chức năng của nó. Thì khi cái trứng đã được thụ tinh đó nó di chuyển ở trong vòi thì nó sẽ bị mắc lại ở bất kỳ một vị trí nào đó ở trong vòi tử cung. Nó có thể dừng lại ở phần phiểu vòi, có thể dừng lại ở phần mõm vòi, có thể dừng lại ở phần eo vòi, có thể dừng lại ở phần tử cung của vòi trứng, và nó sẽ phát triển lên ở chỗ đó. Và nếu một cái trứng nó được thụ tinh, nó phát triển ở bên ngoài tử cung thì người ta gọi là thai ngoài tử cung, hay còn gọi là thai lạc chỗ, đúng không? Và các em thấy với một cái đường kính trung bình của phần mõm vòi lớn nhất 7 đến 8 mm, đường kính của phần eo vòi 3 đến 4 mm, thì khi tuổi thai nó đạt một kích thước rất là lớn thì nó làm vỡ cái vòi tử cung đi và nó gây chảy máu bên trong một bụng. Chính vì một lý do đó, người ta khuyến cáo rằng tuyệt đối không nên sử dụng các thuốc tránh thai khẩn cấp, bởi vì người ta thường thấy đối với những người phụ nữ bị thai ngoài tử cung thì một trong những nguyên nhân họ hay gặp nhất đó là sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Đây.
cảm thấy đây là một cái buông trứng, đây là cái tử cung và đây là vòi tử cung. Nếu mà cảm thấy cái đoạn này được phân tích, nó sẽ di chuyển vào trong cái vòi tử cung và ngắn đoạn cái phần bọng vòi thì xảy ra sự thụ tinh của trứng và tinh trùng. Sau khi sự thụ tinh xảy ra thì cái đoạn này nó chuyển thành một cái đoạn được thụ tinh gọi là phôi. Và các anh thấy cái phôi bào này sẽ xảy ra quá trình nguyên phân thành 2 tế bào, 4 tế bào, 8 tế bào, 16 tế bào, 32 và nó di chuyển và nó làm tổ vào trong buồng tử cung này. Đó là sự di chuyển và làm tổ của cái trứng đã được thụ tinh ở trong buồng tử cung sẽ như vậy. Về mạch máu nuôi dưỡng thì vòi tử cung này cũng được cấp máu với hai cái động mạch, đó là động mạch buồng trứng và nhánh vòi trứng của động mạch tử cung. Các anh thấy hai động mạch này cùng nối với nhau ở bờ dưới của vòi trứng. Ở lúc thứ ba các em có đó là tử cung. Khi tử cung là gì? Tử cung là nơi làm tổ của trứng để được thụ tinh. Cả thứ hai đó là nơi nuôi dưỡng thai ở trong thai kỳ. Và thứ ba đó là nơi để cơ con để tổng thai ra ngoài khi sinh. Tức là khi bước vào giai đoạn chuyển gà, các cơ tử cung nó sẽ có bộ rất là mạnh để làm gì? Nó tạo ra một lực đủ lớn để làm gì? Để mở cổ tử cung, để xóa cổ tử cung và làm nó tổng thai ra ngoài qua đường sinh dục của người phụ nữ. Tử cung của người phụ nữ này là có một tư thế gọi là tư thế gấp ra trước và ngã ra trước. Thế nào người ta gọi là gấp ra trước? Đây là một sơ đồ cảm thể ở đây. Cái này mình có đó là buồng trứng, đúng không? Cái này là buồng trứng, cái này là vòi trứng hay còn gọi là vòi tử cung, cái này là tử cung, phía trước này là bàng quang và phía dưới này là âm đạo. Như vậy thế nào là tứ thể gấp cách trước? Gấp cách trước khi trục của thân tử cung hợp với trục của cổ tử cung một góc khoảng 120 độ mở ra trước. Các em thấy không? Đấy gọi là gấp cách trước. Cái thứ hai, thế nào là ngã ra trước? Ngã ra trước khi trục của cổ tử cung hợp với trục của âm đạo một góc 90 độ mở ra trước. Đây là tư thế bình thường của tử cung ở người nữ, ở người phụ nữ. Đó là gấp ra trước và ngã ra trước. Với cái tư thế này nó có tác dụng như thế nào đối với cái chức năng hay là hoạt động của người phụ nữ? Các thầy, với cái tứ thể như thế này thì trọng tâm của tử cung ở phía trên nó rơi ở chỗ nào? Nó rơi vào phía trước của âm đạo, ở phía trên của bàng quang. Chính vì vậy đối với những người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất, họ sinh đẻ nhiều lần. Và thứ hai, họ làm việc nặng nhọc. Những người lao động nặng nhọc, những người lao động nặng kéo dài, những người sinh đẻ nhiều lần thì tử cung này nó mất cái tứ thể này đi, tức là nó không còn tứ thể gấp ra trước nữa, không còn tứ thể ngã ra trước nữa. Ví dụ nó gấp ra sau, nó ngã ra sau. Nếu tử cung nó mất cái tứ thể này thì các thầy chẳng hạn nó ngã ra sau, chẳng hạn tử cung nó ngã ra về sau này, thì khi đó trong tấm tử cung nó rơi hẳn vào trong âm đạo, khi đó dẫn đến cái bệnh cảnh ở người phụ nữ, đó là xa sinh dục ở người phụ nữ, tức là tử cung, cổ tử cung mà xa hẳn ra ngoài âm hộ, đó là xa sinh dục. Thì vị trí tử cung nó nằm ở chỗ nào trong cơ thể của người phụ nữ đó? Thì người ta thấy rằng tử cung là một cấu trúc nằm ở bên trong của tiểu cung. Và nó liên quan như thế nào? Phía trước của tử cung là bàng quang, phía sau của nó là trực tràng ở phía sau này, phía dưới là âm đạo, và phía trên đặc biệt nó liên quan với các quai ruột, và quan trọng nhất là nó liên quan với các quai của ruột non. Và kích thước bình thường của tử cung là 6 × 4 × 2 cm, tức là một cái gì? Tức là với chiều dài của tử cung đi từ đáy tới cổ tử cung là 6 cm, chiều rộng là đi từ bờ phải cho tới bờ trái tử cung là 4 cm, và chiều dày tức là đi từ mặt trước tới mặt sau tử cung là 2 cm. Kích thước 6 × 4 × 2 cm. Về phương diện giải phẫu thì tử cung này cấu tạo gồm 3 phần. Phần trên này gọi là thân tử cung và phần dưới này gọi là
cổ tử cung. Giữa thâm tử cung bên trên và cổ tử cung bên dưới nó có một đoạn có chiều dài khoảng 0,5 cm và nó thắt lại ở giữa hai cái phần đó, người ta gọi là eo tử cung. Tuy nhiên eo tử cung đó ranh giới nó không rõ ràng, và đặc biệt đoạn eo tử cung này khi người phụ nữ mang thai để những tháng cuối của thai kỳ hoặc bắt đầu chuyển dạ thì đoạn eo tử cung này nó sẽ kéo dài ra hình thành cấu trúc người ta gọi là đoạn dưới của tử cung, nó sẽ kéo dài hình thành một đoạn dưới tử cung. Và các em chú ý cho eo tử cung là một cái đoạn mà ranh giới nó không rõ ràng. Ở bên trong của thân tử cung là một cái buồng rộng bên trong hình tam giác gọi là buồng tử cung, và bên trong của cổ tử cung là một ống thông từ âm đạo đi vào trong buồng tử cung gọi là ống cổ tử cung. Đây cái này đây chính là ống cổ tử cung. Như vậy ống cổ tử cung là một cái ống đi từ lỗ ngoài cổ tử cung cho tới lỗ trống của cổ tử cung, đi từ lỗ ngoài cho tới lỗ trống. Đây là một thiệt đồ cắt đứng theo mặt phẳng đứng dọc giữa của cơ thể. Các thầy đây là chính là tử cung này. Phía trước này là bàng quang, phía sau là trực tràng là ống hậu môn, và phía dưới chính là âm đạo. Về cái các mặt và liên quan thì tử cung này nó liên quan như thế nào? Các thầy có thể đối như thế này thì có thể rằng tử cung nó sẽ có tất cả là hai mặt. Tử cung nó sẽ có hai mặt, một cái mặt quay ra trước xuống dưới và liên quan với mặt trên của bàng quang, cho nên người ta gọi mặt này gọi là mặt bàng quang. Ở mặt bàng quang này thì như thế nào? Phúc mạc sau khi che phủ toàn bộ phần đáy tử cung chạy xuống mặt bàng quang cho tới đoạn eo tử cung thì quặt ngược lên phủ mặt trên của bàng quang và tạo thành tử cung gọi là tuổi cung bàng quang tử cung. Một mặt thứ hai quay lên trên ra sau và đặc biệt liên quan mật thiết với cả quái ruột, cho nên người ta gọi là mặt ruột. Tương tự như mặt bàng quang vậy, phúc mạc sau khi che phủ toàn bộ mặt ruột tới phần trên của âm đạo, cả này cái đấy là âm đạo này, cho tới phần trên của âm đạo khi nó quặt ngược lên trên phủ mặt trước trực tràng tạo thành tuổi cung phía sau này gọi là tuổi cung trực tràng tử cung, hay người ta còn gọi là tuổi cung Douglas, tuổi cung trực tràng tử cung, hay còn gọi là tuổi cung Douglas. À, và người ta thấy rằng tuổi cung Douglas này là nơi thấp nhất của ổ phúc mạc. Khi nào? Khi trẻ em ở tư thế đứng hoặc khi trẻ em nằm ở tư thế pha lơ thì tuổi cung Douglas này là nơi thấp nhất. Và chúng ta có thể đánh giá tình trạng của tuổi cung Douglas này, tức là nếu có dịch ở trong ổ phúc mạc thì nó sẽ chảy xuống và đồng lại ở nơi thấp nhất của ổ bụng, đó chính là tuổi cung Douglas này. Và mình sẽ khám được tuổi cung Douglas này gián tiếp theo hai đường. Thứ nhất là theo đường âm đạo ở tuổi bịt sau và khám tuổi cung đúng lại. Hai là theo đường trực tràng đi lên để khám tuổi cung này. Đó, có hai đường. Và trong những trường hợp bệnh nhân có một tình trạng chảy máu ở trong một bụng và nó đồng lại ở tuổi cung đúng lại này, khi để em chạm phải tuổi cung này thì bệnh nhân rất là đau, và người ta gọi cái tiếng đó, người ta gọi là tiếng kêu đúng lại. Thực sự tiếng kêu đúng lá nó không phải mình chạm vào tử cung này, là tử cung nó phát ra tiếng, mà do bệnh nhân nó đau quá và nó hẹt lên, cho nên người ta gọi là tiếng kêu đúng lá là vì vậy. Đó là hai mặt. Cái thứ hai là hai bờ bên, hai mặt bàng quang và mặt ruột của tử cung gặp nhau ở hai bên tạo nên bờ bên của thân tử cung. Và ở hai bờ bên này nó có hai cái dây chằng ở hai bên nó bám vào gọi là dây chằng rộng. Ngoài ra ở giữa hai lá của dây chằng rồng chạy dọc theo hai bờ bên của tử cung, ta sẽ có một cái động mạch chạy dọc ở hai bên gọi là động mạch tử cung. Cái thứ hai là hai mặt tử cung gặp nhau ở phía trên này thì tạo thành đáy tử cung. Đáy tử cung ở phía trên hai bờ bên nó gặp nhau ở hai bên thì tạo ra các góc bên của tử cung. Và các em thấy cả các bên của tử cung này là nơi bảo vào của rất nhiều thành phần. Đó là cái gì? Thứ nhất các em thấy có một cái cấu trúc như thế này, đấy chính là vòi tử cung
hay còn gọi là vòi trứng. Cả thứ hai là dây chằng viêm buồng trứng. Và cả thứ ba, nó có thêm một dây chằng nữa đi từ góc bên của tử cung và chạy xuống tận cùng ở môi lớn của nữ, gọi là dây chằng tròn tử cung. Hay nói tóm lại, kéo sẽ có tất cả ba thành phần, nó sẽ bám vào góc bên của tử cung đó. Đó là góc bên, xin lỗi, đó là vòi tử cung, đó là dây chằng viêm buồng trứng, và thứ ba đó là dây chằng tròn tử cung. Thứ hai là cổ tử cung. Cổ tử cung nó sẽ có âm đạo nằm vây quanh, cái này phần dưới đây là âm đạo này, và nó vây quanh cổ tử cung này, nó chia cổ tử cung làm hai phần, đó là phần trên âm đạo và thứ hai là phần âm đạo. Đặc biệt phần âm đạo của cổ tử cung nó sẽ mở vào trong lòng âm đạo với một lỗ, các em thấy đây, tức là cái kẻ nhìn từ bên ngoài vào thì các em thấy được cái lỗ này, gọi là lỗ ngoài cổ tử cung. Bình thường lỗ ngoài cổ tử cung này nó có hình tròn, nhưng đối với những người sinh đẻ nhiều lần thì lỗ tử cung này nó sẽ bè ngang ra. Lỗ ngoài cổ tử cung này được giới hạn bởi hai mép, đó là mép trước và mép sau, và người ta thấy rằng cái lỗ ngoài này có hình ảnh giống như mỏm cá mè, có hình ảnh giống mỏm cá mè và thò vào bên trong của âm đạo. Các em thấy đó là cổ tử cung. Đây là nằm cái thiệt đồ cắt trên mặt phẳng đường dọc dừa. Thì cái thể phân chế này chính là thân tử cung này. Phần bên dưới này chính là cổ tử cung. Như vậy, phần cổ tử cung phần này gọi là phần âm đạo, và phần trên này gọi là phần trên âm đạo. Và các em thấy, khi âm đạo nó vây xung quanh cổ tử cung, thì nó tạo thành một cái vòm ở xung quanh này. Vòm này người ta gọi là vòm âm đạo, gồm tất cả bốn cái tuổi bị. Phía trước gọi là tuổi bị trước, phía sau này gọi là túi bịt sau, và ngoài ra mình có hai cái túi bịt nằm ở hai bên. Và vòm đạo sẽ được chia làm bốn túi bịt: túi bịt trước, túi bịt sau và hai cái túi bịt nằm ở hai bên. Và đặc biệt các em thấy túi bịt sau này nó liên quan mật thiết với túi cung trực tràng tử cung. Đó, đó là hình thể của tử cung, cấu tạo của tử cung sẽ như vậy. Về cả phương tiện để nâng đỡ tử cung, thì đối với tử cung này là có tư thế đó là gấp rách trước và ngả rách trước, và chỉnh cái tư thế này là do cả phương tiện nâng đỡ tử cung mà tạo. Cái tràng ngang của tử cung là một cái tràng đi từ cổ tử cung, đây, đi từ cổ tử cung, đi từ thành bên của âm đạo và chạy ngang ra bám vào thành bên của tử cung, gọi là dây chằng ngang cổ tử cung, hay người ta còn gọi là dây chằng Macaron, dây chằng ngang cổ tử cung, hay còn gọi là dây chằng Macaron, đó là dây chằng thứ nhất. Dây chằng thứ hai là dây chằng tử cung cùng. Dây chằng tử cung cùng này là một dây chằng đi từ mặt sau cổ tử cung, nghe được không? Hai dây chằng là hai bên và nó chạy tỏa ngược ra mặt sau, giống như chữ V ngược, chạy ở hai bên của kết tràng sigma của trực tràng và bám vào mặt trước của xương cùng. Đấy chính là dây chằng tử cung cùng. Cả thứ ba thì em có đó là dây chằng mu cổ tử cung. Dây chằng mu cổ tử cung là dây chằng đi từ mặt trước cổ tử cung cho tới mặt sau của xương mu, đi từ mặt trước cổ tử cung cho tới mặt sau của xương mu. Và người ta nhận thấy rằng ba cái hệ thống dây chằng đó là dây chằng ngang của tử cung, dây chằng tử cung cùng, dây chằng mu của tử cung là ba cái hệ thống nó có phần vào việc nâng đỡ tử cung khi nó kết hợp với cơ của vùng đại trầu, gọi là cơ nâng hộ môn. Ba hệ thống dây chằng này kết hợp với cơ nâng hộ môn nó sẽ có phần vào việc nâng đỡ cái tử cung này. Bài thứ tư, cái dây chằng thứ tư thì em có gọi là dây chằng tròn. Như vậy cái dây chằng này, cái này mình mới đề cập, đây là một dây chằng đi từ góc bên của tử cung, em thấy không, nó chạy áp sát vào thành bên tiểu mông, sau đó chui qua lỗ bèn sâu đi trong ống bèn, đi ra lỗ bèn nóng
và xuống tận cùng ở môi lớn của nữ giới. Hay là tóm lại, nó sẽ đi từ góc bên tử cung và tận cùng ở môi lớn. Trên hình chiếc ngang này nó có phần tạo thành một tư thế gấp ra trước và ngã trước của tử cung đó. Và cuối cùng sẽ có một dây chằng gọi là dây chằng rồng. Dây chằng rồng là một dây chằng nó bám vào hai bờ bên của tử cung, nó bao phủ lại cả vòi tử cung, buồng trứng và cả hệ thống dây chằng của buồng trứng. Về phương diện mô tả thì có thể rằng dây chằng rồng này là một dây chằng có hai mặt, có hai mặt, có bốn bờ. Hả? Là một tà cả dây chằng nó có hai lá, nó có bốn bờ. Thì để cho các anh dễ tưởng tượng thì như thế nào? Đây các anh thấy đây chính là dây chằng rồng này, đây là tử cung này, đây là vòi trứng này, hả? Đây là buồng trứng này, đúng không? Thì làm sao các anh tưởng tượng dây chằng rồng này như thế nào? Cái tưởng tượng mình mặc một cái áo mưa vào, đúng không? Áo mưa dơi mà các em có hai cái tà đó, mặc cái áo mưa đó vào, đựng dán rồng, đựng dán bàn tay ra, đựng ngang dán ngang ra vào thân mình. Thì các em tưởng tượng rằng cái thân của mình chính là cái tử cung, hai cánh tay của mình chính là hai cái vòi tử cung hay là vòi trứng. Thì như vậy các em thấy cái giới chân rồng cùng giống với cái áo mưa dơi của mình vậy, cùng có hai lá, một lá trước một lá sau. Ngang được thời gian. Cả thứ hai là có bốn bờ. Đó là gì? Bờ thứ nhất đó là cái nơi nó bám vào thân mình. Đó là bờ thứ nhất bám vào thân tử cung, bám vào thân mình. Bờ thứ hai nó phủ lấy cánh tay của mình. Đó là bờ trên. Đến bờ trên đó nó phủ lấy cánh tay tương tự như nó phủ lấy cái vòi trứng hay là vòi tử cung. Bờ thứ ba là một cái bờ bên dưới, nó tự do, nó phất lấp phất tự do, cho nên người ta gọi là bờ tự do hay là bờ dưới, và người ta gọi là đại dưới chân rồng. Ở đây các anh thấy đây chính là đại dưới chân rồng. Và một cái bờ bên ngoài này gọi là bờ ngoài, và nó bám vào thành bên của chỗ hông. Cái chân rồng tương tự như vậy, nó gồm có hai lá, là trước là sau và có bốn bờ. Thế cấu tạo của tử cung thì các anh thấy thể tử cung này cấu tạo gồm tất cả ba lớp. Thứ nhất là lớp thanh màng, thứ hai là lớp cơ, và thứ ba trong cùng là lớp niêm mạc. Lớp thanh màng này chính là lớp phúc mạc tạng bao phủ toàn bộ bề mặt tử cung. Cái thứ hai là lớp cơ. Lớp cơ tử cung thì cái này là có ba tầng cơ, bởi vì chức năng của tử cung là nó sẽ có hộp để tổng thai ra ngoài, cho nên hệ thống cơ của tử cung là rất là dày. Bên ngoài là cả cơ dọc và một ít cơ vòng. Lớp thứ hai, lớp giữa là lớp cơ rối, và lớp trong cùng là lớp cơ vòng. Thì một đặc điểm ở lớp cơ tử cung gọi là gì? Cái này đối với lớp cơ tử cung này, trong ba tầng cơ thì lớp cơ rối, tức là lớp giữa này, chỉ có ở thân tử cung mà không có ở cổ tử cung và đằng dưới. Chú ý là lớp cơ rối này chỉ có ở thân tử cung mà không có ở cổ tử cung và đồng dưới. Và chính sự có mặt hay là sự không có mặt của lớp cơ này, nó có tác động như thế nào đối với một cái quá trình sinh sản người phụ nữ? Các thể ở trong thời kỳ bào thai, đúng không? Thì đứa trẻ nó sẽ được nuôi dưỡng bởi các chất dinh dưỡng đi từ mẹ, đi tới nhau thai, đi qua dây rỗ và đi vào cái thai, đúng không? Sau khi sinh sẽ ra hiện tượng gì? Sau khi đứa trẻ nào được sinh ra thì xảy ra một hiện tượng, đó là hiện tượng bóng nhau. Bóng nhau tức là hiện tượng bánh nhau nó được bóng ra khỏi bề mặt của niêm mạc tử cung. Và khi hiện tượng bóng nhau đó xảy ra thì những cái mạch máu đi từ tử cung cho tới bánh nhau nó sẽ bị đứt đi. Nó sẽ bị đứt. Và khi sự bóng nhau xảy ra thì sẽ có hiện tượng gọi là hiện tượng chảy máu, bởi vì đó là sự tổn thương của các mạch máu của niêm mạc tử cung và bánh nhau. Thì đối với những người phụ nữ sau khi sinh sẽ xảy ra một cái hiện tượng gọi là sự co rút và co hồi của tử cung. Như vậy sẽ xảy ra hai hiện tượng, thứ nhất là co rút
Thứ hai là có hồi. Cái từ từ có rút tức là nó rút lại rất, rất nhanh, tạo thành một cấu trúc người ta gọi là cầu an toàn của tử cung. Tức là tử cung sau sinh nó thu lại rất là nhỏ, rất là cứng. Và sự có lại của tử cung đó nó có phần rất lớn bởi lớp cơ dừa, hay là tầng cơ dừa, hay là cơ rỗi này. Bởi vì lớp cơ rỗi nó gồm nhiều sợi cơ đang chéo chằng chịt với nhau, và ở dừa của nó sẽ có các mạch máu ở dừa. Và khi các sợi cơ nó có lại thì đồng thời nó che nẹp các mạch máu ở dừa lại luôn, cho nên nó hạn chế mất máu sau sinh ở người phụ nữ đi. Tuy nhiên đối với những người phụ nữ bị nhau tiền đào, nhau tiền đào như thế nào? Nhau tiền đào, đào là đường tìm một trước, cho nên nhau tiền đào là những trường hợp bánh nhau đã bám vào phía trước và cản trở đường ra cửa hai, tức là nó sẽ bám vào đoạn dưới, bám vào ở cổ tử cung, thì cái đó sẽ không có lực cơ rồi. Cho nên đối với người phụ nữ bị nhau tiền đào, sau khi bánh nhau nó bóng ra thì sự có hồi của tử cung nó kém đi, và rất dễ xảy ra hiện tượng băng huyết, tức là mất máu sau khi bóng nhau ở người bị nhau tiền đào. Đó. Cho nên các em thấy chức năng của lớp cơ rỗi này rất quan trọng đối với người phụ nữ. Cái thứ hai là lớp niêm mạc, cái thứ ba là lớp niêm mạc. Lớp niêm mạc là lớp trống cung của tử cung, và đây chính là một lớp người ta gọi là lớp có chức năng khác nhau ở mỗi cái thời kỳ sinh sản của người phụ, ở một cái thời kỳ hoạt động của chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Lớp niêm mạc này nó sẽ mỏng nhất ở đầu chu kỳ. Cái này đối với người phụ nữ bình thường thì chu kỳ kinh của họ khoảng 28 ngày và thời gian hành kinh khoảng 4 ngày và cộng từ 2 ngày, tức là nó xê xích trong vòng từ 6 đến 2 ngày tùy theo cái người phụ nữ đó. Và người ta tính rằng ngay khi phụ nữ bắt đầu hành kinh, người ta gọi là tính ngày đầu tiên của một chu kỳ kinh. Và sau khi kể, và người ta thấy rằng cái lớp niêm mạc này nó sẽ có mỏng nhất vào giai đoạn đầu của chu kỳ kinh, tức là sau khi hành kinh thì lớp niêm mạc này mỏng nhất khoảng 3 đến 4 mm. Nó sẽ mỏng nhất vào 3 đến 4 mm. Sau đó đến giữa chu kỳ kinh khoảng ngày thứ 14 của chu kỳ thì lớp nội mạc này nó sẽ dày đến khoảng 6 đến 12 mm. Và tiếp tục đến gần cuối chu kỳ kinh, tức là tới ngày khoảng gần tới ngày 28, tức là 20, từ ngày 26, 27, 28 thì lớp nội mạc này có thể dày tới 12 đến 16 mm. Chính vì vậy, đối với những người phụ nữ, và người ta thấy rằng thứ nhất là trễ kinh. Cái thứ hai là siêu âm thấy nội mạc từ 12 đến 16 mm thì người ta sẽ nghi ngờ người đó có khả năng có thai. 12 đến 16 mm người ta nghi ngờ khả năng là có thai. Và khi đến cuối của chu kỳ, với chu kỳ 28 ngày, khi đến cuối chu kỳ thì người ta thấy là lớp niêm mạc của tử cung này nó sẽ gồm có 3 cái lớp chính. Ở nông thì có lớp tế bào đặc, ở giữa thì lớp tế bào tế là mô đệm, chủ yếu là các tuyến phù nề. Các tuyến nó dày lên, nó phù nề và tăng sinh mạch máu. Và lớp dưới cùng là lớp đáy, tức là lớp màng trùng đáy. Nếu không có sự thụ tinh xảy ra thì xảy ra một cái hiện tượng đó là bóng niêm mạc tử cung ở người phụ nữ và xảy ra hiện tượng hành kinh. Tức là nếu trứng không được thụ tinh, sự giảm đột ngột của các hormone sinh dục phụ nữ thì sẽ xảy ra hiện tượng hành kinh ở người phụ nữ. Tuy nhiên đối với lớp niêm mạc của tử cung của người phụ nữ này, không phải toàn bộ niêm mạc nó bong, mà người ta nhận thấy rằng chỉ có 2/3 bề dày trên của niêm mạc sẽ bóng ra để tạo nên hiện tượng hành kinh của người phụ nữ. Và lớp dày bóng ra đó người ta gọi là niêm mạc chức năng, hay còn gọi là màng rùng chức năng. Còn lớp bên dưới cùng 1/3 dưới người ta gọi là lớp màng rùng đáy, và đây chỉ là lớp có chức năng phát triển tạo thành những tế bào nội mạc tiếp theo của chu kỳ kinh tiếp của người phụ nữ.
Về mạch máu thì các anh thấy tử cung này được cấp máu chủ yếu bởi động mạch tử cung. Động mạch tử cung này là một nhánh của động mạch chầu trong. Khi chạy tới đáy của dây chằng rồng thì nó bắt chéo với một thành phần ở đây, các em đã học ở hệ tiết niệu, đó là niệu quản. Sau đó khi điểm đoạn eo tử cung thì động mạch tử cung này chia làm hai nhánh, một nhánh chạy xuống cấp máu cho âm đạo cơ quan bên dưới, một nhánh chạy đi lên trên theo hình xoắn ốc ở hai bờ bên tử cung cho tới góc bên. Khi tới góc bên thì động mạch tử cung này chia làm hai nhánh, nhánh voi trứng cấp máu cho voi trứng và nhánh buông trứng cấp máu cho buông trứng. Đi kèm động mạch thì các em thấy có các hệ thống tĩnh mạch đi kèm. Trong đó các tĩnh mạch của tử cung này chủ yếu nó sẽ kết hợp vào trong đó tĩnh mạch lớn cần và đổ vào tĩnh mạch chậu trong. Đây, các em thấy đây là động mạch tử cung và tĩnh mạch tử cung đi kèm. Tiếp theo các em có âm đạo. Thì người ta mô tả âm đạo là một cấu trúc của dạng hình ống gạt gồm có hai thành trước sau. Âm đạo là một cấu trúc của dạng hình ống gạt gồm có hai thành trước và sau. Đây, đây là một ống nó bám từ xung quanh của tử cung, vây xung quanh của tử cung, chạy chất theo hướng từ trên xuống dưới và mở ra ngoài ở tiền đình âm hộ. Các em thấy không? Nó chạy chất từ trên xuống dưới và mở ra ở tiền đình âm hộ. Do âm đạo nó chạy chất như vậy, cho nên người ta thấy rằng thanh trước của âm đạo nó sẽ ngắn hơn so với thanh sau khoảng 1 đến 2 cm. Thanh trước âm đạo nó thường ngắn hơn thanh sau khoảng 1 đến 2 cm. Ngoài hai thanh ra thì âm đạo này nó sẽ có hai đầu. Một đầu ở phía trên bám xung quanh cổ tử cung và hình thành nên vòm âm đạo đã được đề cập đến trong phần cổ tử cung, ở đây mình không nhắc lại được. Cái thứ hai, một đầu dưới thì nó mở ra ngoài ở tiền đình âm hộ, một cái lỗ gọi là lỗ âm đạo, và ở lỗ âm đạo này được đầy lại bởi một cái màng, đó ta gọi là màng trinh. Lỗ âm đạo thì được đầy lại bởi một cái màng, đó ta gọi là màng trinh. Một cái màng trinh bình thường thì các em thấy nó sẽ có một cái lỗ và dừa để cho màng trinh nó thoát ra, và ở đây các em thấy mình có nhiều cái hình dạng màng trinh khác nhau. Ví dụ màng trinh hình sáng, màng trinh có vách ngắn, đây là một dị dạng của màng trinh, đó là màng trinh bít, bít hoàn toàn. Và đây là một cái dị tật của màng trinh mà nhiều người bố mẹ nó ít khi phát hiện sự bất thường của con cho đến khi bắt đầu hành kinh. Và đối với những người đã quan hệ thì màng trinh này chỉ còn là những cái mét kẻ cắt, người ta gọi là mét màng trinh thôi. Đó, đó là cái hình ảnh màng trinh khác nhau. Cái hình thể trống của âm đạo thì anh thấy phía mặt âm đạo này nó liên tục với nội mạc tử cung. Về mặt cấu tạo thì tế bào thượng bì là tầng mà không sinh hóa và các tổ chức liên kết xấu ở âm đạo mà tạo thành các nếp ngang, người ta gọi là các cơ âm đạo. Như vậy ở âm đạo này các em sẽ có các cơ âm đạo và các cột âm đạo. Cơ âm đạo là do các tế bào là tầng không sinh hóa và các mô liên kết tạo nên, đó là những nếp ngang. Có những cái lôi dọc chạy dọc tư tế xuống dưới gọi là các cột âm đạo, có ở mặt trước và mặt sau của âm đạo đó. Một cái đặc điểm thứ hai là ở niêm mạc và tầng dưới niêm mạc của âm đạo này nó sẽ không có các hệ thống tuyến tiết nhầy. Cái chú ý là ở niêm mạc của âm đạo này nó không có các hệ thống tuyến tiết nhầy, cho nên những dịch nhầy ở bên trong âm đạo này chủ yếu là do cả tuyến tiết từ ống cổ tử cung mà tiết ra. Nó sẽ do cả ống tiết của ống cổ tử cung mà tiết ra. Như vậy em cảm thấy đây chính là cái nếp âm đạo này. Đó, mình sẽ có cả cơ ngang này gọi là cả nếp ngang và những lôi dọc ở cái mặt trước và mặt sau. Em nghĩ gì rồi, nào tiếp được đấy. Em nghỉ sĩ hay là học xong cái phần cơ quan sinh dục nữ rồi nghỉ, rồi 10-15 phút cho mình học cái đại châu. Rồi như vậy mình trình bày xong cho các em
cái cơ quan sinh dục nữ luôn, rồi mình nghỉ khoảng 10 phút rồi mình học lại chầu luôn đấy. Ở đây cả thầy cần có câu tiếp theo là âm hộ. Âm hộ là một cấu trúc thuộc cơ quan sinh dục ngoài ở nữ giới, là một cấu trúc thuộc cơ quan sinh dục ngoài của nữ giới là có cái gì? Thứ nhất là gò mu. Thì người ta mô tả rằng gò mu là một cái vùng nổi gồ lên ở phía trên của lỗ âm đạo và lỗ niệu đạo. Bên ngoài là một lớp da có các hệ thống lông mu che phủ và dưới là một lớp mô mở dày. Da của vùng gò mu này liên tục với da của vùng bụng phía trên và liên tục với da của vùng đùi ở bên dưới. Và thứ hai là môi lớn. Môi lớn là hai miếng da chạy dọc từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Và người ta thấy môi lớn ở nữ tương tự như bìu ở nam giới. Như vậy cả thể hai cái điểm da chạy ở hai bên này gọi là môi lớn. Về mặt cấu tạo, môi lớn này cấu tạo chủ yếu là các mô mỡ, các tuyến bạ, các tuyến mồ hôi và có da và hệ thống lông mu che phủ bên ngoài. Đây, các anh thấy không? Hai môi lớn nằm ở hai bên. Và đặc biệt, ở môi lớn này là nơi tận cùng của dây chằng tròn tử cung ở nữ giới. Hai môi lớn gặp nhau ở phía trước tạo thành mạc môi trước. Hai môi lớn gặp nhau phía sau tạo thành mạc môi sau. Và các em thấy môi lớn nó ngăn cách với da và vùng đùi bên ngoài bởi một rãnh. Đây, rãnh người này người ta gọi là rãnh sinh dục đùi. Rãnh gọi là rãnh sinh dục đùi. Và thứ hai là môi bẹ. Môi bẹ là hai miệng nằm ở phía sâu trong của hai môi lớn và người ta xem môi bẹ tương tự như đoàn sốt ở nam. Ở phía trên thì hai môi bẹ nó tách ra thành mỏ bọc lại ống vật, gọi là mủ ống vật. Ở phía dưới, phía sau thì hai môi bẹ nó sẽ liên tục với nhau, gọi là hàm môi âm hộ. Giữa môi lớn bên ngoài và môi bẹ bên trong ngăn cách nhau bởi một rãnh ở đây. Các bạn thấy không? Cái rãnh này người ta gọi là rãnh giang môi. Giang là ở giữa, môi thì là môi lớn và môi bé, rãnh nằm ở giữa của hai cái môi đó, người ta gọi là rãnh giang môi. Ở bờ trống của hai môi bé nó giới hạn lên một cái vùng ở phía trong này, người ta gọi là vùng tiền đình ấm hồ hay là tiền đình ấm đạo. Tiền đình ấm hồ là một cái vùng nó được giới hạn ở hai bên, đó là gì? Đó là bờ trống của hai môi bé. Đây, bờ trống hai môi bé. Ở phía sau đó là hàm môi âm hộ và ở phía trước đó là âm vật. Ở đáy của tiền đình âm hộ này các em thấy cái gì? Thứ nhất có lỗ âm đạo. Ở đây có các tuyến tiền đình. Ví dụ các tuyến tiền đình lớn, các tuyến tiền đình bé nó sẽ mở vào ở tiền đình âm hộ này. Và các em thấy ở đại của tiền đình này thì lỗ âm đạo nó chiếm phần lớn diện tích và nó đầy lại bởi màng tinh. Lỗ niệu đạo thì nó nằm ở giữa ấm vật và lỗ âm đạo. Đặc biệt ở gần lỗ niệu đạo ngoài này nó có hai cái lỗ rất là nhỏ, các em có thể thấy ở đây. Đấy chính là lỗ tiếp của tuyến tiền đình bé, hay được đây người ta còn gọi là tuyến scan. Tuyến tiền đình bé hay tuyến scan ở nữ này nó sẽ tương ứng với tuyến tiền liệt ở nam giới trong thời kỳ phôi thai. Nó tương ứng với tuyến tiền liệt ở nam giới trong thời kỳ phôi thai. Cái thứ hai ở tiền đình ấm hộ này đó là giữa cái màng tinh và môi bé. Đây, giữa màng tinh và môi bé ở vị trí 5 giờ đến 7 giờ. Cái này có hai cái lỗ rất là nhỏ. Đây là lỗ đồ của tuyến tiền đình lớn hay còn gọi là tuyến Bartholin. Tuyến Bartholin hay tuyến tiền đình lớn ở nữ giới người ta xem giống như tuyến hành điệu đạo của nam và nó có chức năng tiết ra dịch nhầy bôi trơn lòng âm đạo, có phần vào quá trình giao hợp ở nữ giới. Bình thường các tuyến scan, các tuyến Bartholin tức là tuyến tiền đình bé, tiền đình lớn này các em không thể sờ được. Tuy nhiên những trường hợp bị viêm, bị áp xe thì thứ nhất nó đau và thứ hai nó sẽ cắn phồng lên và các em để sờ được những tuyến này. Các em có một cấu trúc gọi là thành tiền đình. Thành tiền đình là hai khối tạng tương dài sâu nằm dưới hai môi bẹ. Ở đây các em thấy hai cái này là hai cái thành tiền đình nằm ở hai bên và hai cái tuyến màu xanh bên dưới này gọi là tuyến tiền đình lớn. Ở đây
Thì hạt tiền đình là gì? Hạt tiền đình là hai khối tam tương, và trong khi giao hợp, hạt tiền đình này căng lên làm hẹp âm đạo và ép chặt dương vật. Người ta xem hạt tiền đình này giống như vật sốt và hành sốt ở nam giới. Đó, đây là hai cấu trúc nằm ở sâu dưới 20 bé. Đó là hạt tiền đình tương tự như hành sốt ở nam giới. Nó còn một cấu trúc thuộc tạng cương ở nữ giới, đó là âm vật. Thì người ta mô tả âm vật là một tạng cương nằm phía trước của lỗ niệu đạo. Nó nằm ngay phía trước của lỗ niệu đạo. Một phần của âm vật nó sẽ được bao phủ bởi mù âm vật. Phần còn lại không được bao phủ, người ta gọi là quy đầu âm vật. Này, thế mà cái phần kém phải ở đỉnh đầu này, người ta gọi là quy đầu âm vật, giống như quy đầu dương vật của nam. Về phương diện cấu tạo thì âm vật cũng giống dương vật. Cấu tạo gồm hai trụ, một thân và một quy đầu âm vật. Đó là một tàng cương ở nữ tương tự như như nam vậy. Ta gắn có một cái tuyến nằm ở phía trước của thành ngực, do các tuyến mồ hôi nó biến hóa tạo nên, có chức năng tiết ra sữa, đó chính là tuyến vú. Đây, các anh thấy đây chính là tuyến vú. Thì về phương diện cấu tạo khi tuyến vú này là những tuyến nằm ở trên cơ ngực lớn, cơ đằng trước. Các thấy đây là những cái cơ của thành ngực và những cái cơ từ vùng sau vùng lưng đến tới tăng cường cho nó. Và toàn bộ tuyến vú này nó sẽ được kéo vào cái thành ngực đi từ da cho tới các hệ thống các mạc sâu của ngực bởi các hệ thống dây chằng, gọi là dây chằng kéo vú, hay em còn gọi là dây chằng Cooper. Đó. Vú sẽ được kéo vào thành ngực bởi các hệ thống dây chằng kéo vú. Về hình thể bên ngoài, khi một tuyến vú như vậy được cấu tạo bởi một cái cấu trúc nhô lên sẫm màu, gọi là nhũ vú hay còn gọi là đầu vú. Và ở đỉnh của nhũ vú này, các thể ở đỉnh của nhũ vú này nó sẽ có rất nhiều các hệ thống tiết sữa. Đó là nơi mở ra của rất nhiều cái hệ thống tiết sữa mở ra ở nhũ vú. Cái thứ hai, ở xung quanh nhũ vú là một cái vùng da sẫm màu, gọi là quầng vú. Ở lớp dưới da quầng vú này nó có rất nhiều ở cái bàn. Mà trước đây, khi các phương tiện chẩn đoán hình ảnh chưa có, các phương tiện về xét nghiệm sinh học hoặc chứng phát triển, thì người ta dựa vào sự phát triển của các tuyến bà ở vùng quầng vú này để chẩn đoán có thai ở người phụ nữ. Và những cái hạt đó nổi lên sau này các em học trong sản khoa, đó là các hạt Montgomery. Các hạt Montgomery nó giúp định hướng có thai ở người phụ nữ trước đây. Một tuyến vú như vậy nó sẽ được cấu tạo khoảng 15 đến 20 thùy. Còn một cái thùy như vậy nó gồm nhiều tiểu thùy. Cá thể này, đây là tuyến vú, nó gồm rất nhiều tiểu thùy. Và trong một tiểu thùy như vậy nó sẽ có một cái ống tiết sữa nó chạy ở trong một tiểu thùy. Và ống tiết sữa đó được khi mở ra ở đầu vú thì nó phân to ra tạo thành những cái cấu trúc người ta gọi là xoáng sữa. Các thấy không? Trong một tiểu thùy nó sẽ có các hệ thống ống tiết sữa đi ra, mở ra ở đầu vú. Và trước khi mở ra nó phân ra tạo nên những cấu trúc gọi là xoáng sữa. Đó là cái cấu trúc, cái cấu trúc giải phẫu cơ quan sinh dục của phụ nữ giới. Còn bạn nào có thắc mắc gì về cái, có câu hỏi gì về cái giải phẫu của hệ sinh dục của nữ hay không? Có thắc mắc gì về cái giải phẫu của hệ sinh dục của nữ giới không? Rồi nếu không có thắc mắc thì em nghỉ thì là khoảng 10 phút. Bây giờ là 2 giờ 51, 3 giờ chúng ta vào học tại chầu.